Minh. Minh thằng Minh đó, thằng Indo bằng tuổi này á. Let's call for Dane Sepanta, India. Please proceed to the assembly point.
mấy à, nhỏ này buồn đó, tầm hai mấy chắc chắn cũng kinh lắm. Có quá trời. On court number 1, men single, match number 26, Jaiswan Shreyansh, India versus Tesnojo Andre Kurniawan, Indonesia. Umpire Manik Chao Wong Kong, Thailand. Services Phan Anh Thao, Việt Nam. Trên sân số 1 diễn ra nội dung đơn nam trọng sức 26, Jaiswan Shreyansh, Ấn Độ và Tesnojo Andre Kurniawan, Indonesia. Trọng tài chính Manik Chao Wong Kong, Thái Lan. Trọng tài giao cầu Phạm Anh Hào, Việt Nam. Yeah.
từ nay đánh thiếu kinh nghiệm, gặp thời gian nữa kinh nghiệm. Thank you.
project đó nó kinh minh đó. Đọc 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 kinh minh đó mà kinh minh là quá đỡ không tốt lắm mà đỡ mà.
quá. Lên Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên đây thì chuẩn bị với hai tuần nữa mới nhập học, lúc mình nhập học không biết xin được. Cảm ơn.
xin có ai mà hai trái làm khó quá. Ở nhà ở này có hết. Ủa chú à, có còn chơi cầu lông không? On court number 4, men single, match number 29, players Lee Hong Jae, Korea, versus Tan Jung Shan, Malaysia, umpire Alfred Molantes, Philippines, service judge Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Trọng tài chính Alfred Molantes, Philippines. Trọng tài ra cầu Nguyễn Phạm Duy Anh, Việt Nam. Sao nói? On court number 1, men single, match number 30. Players Chao Min, China, versus Wan Tzu Wei, Chinese Taipei. Umpire Shiham Ahmed, Maldives. Service judge Deepak Kapa, Nepal. Trên sân số 1 diễn ra nội dung đơn nam, trận số 30, Chao Min, Trung Quốc và Wan Tzu Wei, Trung Hoa Đài Bắc. Trọng tài chính Shiham Ahmed, Maldives. Trọng tài giao cầu Deepak Thapa. Nghe lên bên đây một chút. Đó là Trung Quốc. Hôm trước có một cái thằng Trung Quốc kìa. Nó nhớ mà nó đang dưới trong con. Bình thường nha. 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 Bình thường nha.
16 rồi kìa, hay quá. Em nãy giờ cũng được 3 trái rồi. Hay quá.
miền cao hết rất là non nè, có ham quá lợi thế mà đúng không, đúng không? Đó quá trời rồi, khả năng kia không trả lại được thành một hai miền cầu nó đã sao chơi đường nữa, mình chơi những cái đường đó là mình chơi nó mới. On court number 3, men single, match number 31, players Nam Khun Adrian Thailand versus Hoàng Su Yang China, umpire Mohammed Nazir Ishmael Bangladesh, Savages Đỗ Đăng Thanh Nhật Việt Nam. Trên sân số 3 diễn ra nội dung đơn nam trận số 31, Nam Khun Adrian Thái Lan và Hoàng Yu Shan Trung Quốc, trọng tài chính Mohammed Nazir Ishmael Bangladesh, trọng tài giao cầu Đỗ Đăng Thanh Nhật Việt Nam. Còn đó gì ạ? لا
Jayas Nippon Eve, Korea. Please proceed to the assembly point. Thấy giảm như thôi, cũng tăng chết rồi.